Việt Nam cũng đã chính thức phát hành bản tiếng Anh của Harry Potter phần 8 cùng lúc với thế giới. Ngày hôm qua 31 tháng 7, tại văn phòng của Tiki, đông đảo bạn đọc đã có mặt chia sẻ niềm vui đón chào tác phẩm của thế giới. Mặc dù vừa mới ra mắt, Tiki đã nhận 700 đơn đặt hàng từ bạn đọc mến mộ series 7 phần Harry Potter. Không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, tác giả đã viết tập mới nhất của loại truyện với tên tạm dịch Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Tại Việt Nam, nhà phát hành cũng đã nhập khẩu và giới thiệu cùng lúc với các nước khác trên thế giới. Phần thứ 7 và 8 lấy bối cảnh là 19 năm sau khi Harry và bạn bè đánh bại chúa tể hắc ám. Nội dung sẽ tập trung với hình ảnh ông bố ba con Harry trưởng thành và cậu con trai út Albus khi phải đấu tranh với khả năng đặc biệt thừa kế từ gia đình. Thời điểm quá khứ và hiện tại hợp nhất cũng là lúc hai cha con nhận ra cái ác có thể đến từ những nơi không ai nghĩ đến. Bạn đọc yêu mến cậu bé có tia sét có thể đặt hàng ngay từ thời điểm này tại tiki.vn cũng như các nhà sách trên toàn quốc.